Chiều qua, Văn phòng Quốc hội đã tổ chức họp báo về kết quả kỳ họp bất thường lần thứ 8, Quốc hội khóa 15. Lãnh đạo Quốc hội đánh giá kỳ họp bất thường lần thứ 8 đã thành công tốt đẹp. Công tác nhân sự được tiến hành chặt chẽ, đúng quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước, đạt sự đồng thuận, thống nhất cao. Với hai phó thủ tướng đã được phê chuẩn bổ nhiệm trước đó, việc phê chuẩn bổ nhiệm thêm 3 phó thủ tướng tại kỳ họp này đã kiện toàn các chức danh phó thủ tướng chính phủ, hoàn thiện cơ cấu nhân sự. Thông tin thêm về công tác nhân sự, lãnh đạo Quốc hội cho biết, theo dự kiến của Trung ương, từ nay đến hết năm 2024 sẽ tập trung kiện toàn các chức danh lãnh đạo cấp cao. Chức danh Chủ tịch nước sẽ được bầu tại kỳ họp Quốc hội vào tháng 10 sắp tới. Cùng với Festival 100 năm Dừa Sáp và tuần lễ Du Lan Thắng Hội, hội chợ thương mại quy mô cấp vùng cũng đang được tổ chức tại huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Sản phẩm hàng hóa trưng bày đa dạng, rất thuận lợi cho du khách đến tham quan, mua sắm. 200 gian hàng tham gia tại hội chợ thuộc nhiều lĩnh vực như hàng hóa nông sản, thủy sản, trái cây, giày dép thời trang, sản phẩm chăm sóc sức khỏe, mỹ phẩm, thủ công mỹ nghệ, đặc sản các địa phương, nhất là các sản phẩm từ dừa sáp của huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Hội chợ là cơ hội để các doanh nghiệp quảng bá, giới thiệu sản phẩm, kích cầu tiêu dùng, xúc tiến thương mại, thúc đẩy giao lưu hợp tác giữa các doanh nghiệp trong cả nước. Mặc dù những ngày qua mưa nhiều, nhưng lượng du khách đến tham quan mua sắm cũng khá đông, nhất là vào ban đêm. Ngoài việc giao thương hàng hóa còn có các hoạt động ẩm thực, văn nghệ đặc sắc. Hội chợ sẽ diễn ra đến hết ngày 31 tháng 8 tới. Trước nay, mọi người mua dừa sáp về rồi sử dụng như một loại thực phẩm ăn chơi, giải khát. Phổ biến nhất là trộn với sữa đặc và thêm nước đá. Hiện dừa sáp Cầu Kè, Trà Vinh được xếp vào top 50 trái cây đặc sản của Việt Nam. Từ một loại trái cây ăn tươi dùng để giải khát, thì nay dừa sáp đã xuất ngoại với các sản phẩm chế biến sâu. Trái dừa sáp ở vùng Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh. Quá trình phát triển, phần cơm dày lên nên chỉ để lại một khoảng không gian nhỏ ở giữa với chất lỏng sệt, có mùi thơm đặc trưng. Ngoài dầm sữa, nhiều điểm du lịch, quán nước còn chế biến thành món sinh tố dừa sáp hay trái cây dầm dừa sáp để làm phong phú thêm hương vị. Cảm nhận cái hương vị của dừa sáp nó khác lạ hoàn toàn. Những loại trái cây khác ăn thật sự thì cảm giác nó rất ngon. Mà trong đời ai được một lần ăn rồi thì mình muốn là được ăn lần hai. Dù rất ngon, nhưng nếu chỉ để ăn tươi thì không thể tiêu thụ hết sản lượng dừa thương phẩm hàng năm. Anh Trần Duy Linh, người con của quê hương Cầu Kè, Trà Vinh, đã nâng tầm sản vật địa phương thông qua chế biến sâu, đưa sản phẩm dừa sáp đến với khách hàng trong nước và cả nước ngoài. Sản phẩm đã được thị trường chấp nhận, đánh giá cao, và đặc biệt là sản phẩm tôi đạt được OCOP là 4 sao, 5 sao. Một điều kiện thuận lợi đối với sản phẩm tôi là lan tỏa đến các thị trường khó tính nhất. Trái dừa sáp tươi thì có thể chỉ sử dụng được khoảng 10 ngày. Thế nhưng thông qua công đoạn chế biến sâu thì kéo dài thời gian đưa dừa sáp đến tay người tiêu dùng. Điển hình như hũ dừa sáp sợi này, thời gian sử dụng của nó có thể là đến 9 tháng. Nhờ phù hợp với điều kiện thổ nhưỡng, diện tích dừa sáp không ngừng được nhân rộng với khoảng 1.200 hectare, sản lượng hơn 3 triệu trái một năm. Kim ngạch xuất khẩu chiếm gần 20% toàn ngành chế biến dừa tỉnh Trà Vinh. Có cái chương trình phát triển dừa giai đoạn 21-25. Và thứ nhất là phát triển về diện tích. Cái thứ hai là ứng dụng các khoa học công nghệ để làm sao mà nhân giống giống dừa sáp để có cái tỷ lệ sáp cao. Cái thứ ba đó là tăng cường mời gọi đầu tư xúc tiến để chế biến các sản phẩm từ dừa sáp để xuất khẩu. Tận dụng tốt lợi thế thương mại điện tử nên đặc sản này được tiêu thụ tốt. Trái dừa sáp của tỉnh Trà Vinh được Bộ Khoa học Công nghệ cấp chứng nhận chỉ dẫn địa lý. Đây là nền tảng vững chắc để ngành nông nghiệp địa phương tiếp tục đầu tư khoa học kỹ thuật để nâng cao năng suất, chất lượng, xây dựng thương hiệu dừa sáp. Chuyển sang nội dung khác, dự báo số lượng phương tiện kiểm định tăng trở lại vào những tháng cuối năm. Cơ quan chức năng đang xem xét nhiều phương án hỗ trợ các địa phương đảm bảo duy trì hệ thống kiểm định. Bộ Giao thông Vận tải hiện đang trình Chính phủ sửa đổi bổ sung một số quy định của Nghị định số 139 về kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới. Theo đó, tạm thời không thu hồi chứng chỉ với đăng kiểm viên bị kết án treo hoặc cải tạo không giam giữ mà không cấm hành nghề, không tạm đình chỉ trong thời gian 3 tháng đối với các đơn vị đăng kiểm có từ 2 đăng kiểm viên bị thu hồi chứng chỉ. Thời gian tới, Cục Đăng kiểm Việt Nam tiến tới triển khai cấp giấy chứng nhận đăng kiểm điện tử và tích hợp trên ứng dụng VNEID, tạo sự minh bạch, thuận tiện. Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng khuyến nghị các địa phương tiếp tục tuyên truyền người dân chủ động kiểm định xe sớm và linh hoạt tại các nơi chưa có tình trạng bị ùn ứ. Thông tin từ Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Tiền Giang, hiện tại tỉnh đã hoàn thành việc bàn giao mặt bằng dự án cầu Rạch Miễu 2 cho đơn vị thi công.
Tổng diện tích bàn giao là trên 204.000 m², đạt 100% kế hoạch được giao. Khi triển khai dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Rạch Miễu 2, có hơn 1.000 tổ chức hộ dân bị ảnh hưởng, nhằm tạo thuận lợi cho cuộc sống của các hộ dân. Đến cuối tháng 8 năm 2024, thành phố Mỹ Tho và huyện Châu Thành đã giải ngân trên 1.900 tỷ đồng để hỗ trợ các gia đình bị ảnh hưởng, đạt hơn 99% tổng kinh phí được phân bổ. Bên cạnh đó, để giúp các hộ dân sớm ổn định cuộc sống, tỉnh Tiền Giang đang khẩn trương triển khai khu tái định cư tại xã Phước Thạnh, thành phố Mỹ Tho với tổng kinh phí đầu tư là 230 tỷ đồng để hỗ trợ chỗ ở cho người dân. Ước tính đến nay, tiến độ dự án công trình cầu Rạch Miễu 2 đã hoàn thành được khoảng 56% khối lượng công việc được giao. Về cơ bản thì công trình đã đáp ứng đúng kế hoạch. Như chúng tôi đã đề cập ở phần đầu chương trình, được đầu tư trên 360 tỷ đồng với diện tích gần 43.000 m², khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh Bạc Liêu đã hoàn thành trên 95% khối lượng và chuẩn bị đưa vào sử dụng. Công trình có quy mô hiện đại và đạt chuẩn để đăng cai tổ chức những sự kiện thể thao trong tỉnh, khu vực và cả nước. Khu liên hợp thể dục thể thao gồm các hạng mục chính là sân vận động trung tâm với sân bóng đá tiêu chuẩn 11 người bằng cỏ tự nhiên, có đèn chiếu sáng thi đấu ban đêm. Sân thi đấu các bộ môn như điền kinh, nhảy cao, nhảy xa. Sân vận động trung tâm có 2 khán đài, sức chứa 8.000 chỗ ngồi. Công trình vừa mang ý nghĩa, động lực để tỉnh phát triển thể dục thể thao, vừa đáp ứng niềm mong mỏi của người dân có nơi tập luyện và cổ vũ những trận thi đấu thể thao đỉnh cao trong thời gian tới. Thời gian gần đây, tình trạng một số du khách cho khỉ hút thuốc tại các điểm du lịch thiên nhiên đã dấy lên những lo ngại về sức khỏe động vật và trách nhiệm của du khách. Mới đây nhất, thì trên mạng xã hội xuất hiện hình ảnh một con khỉ được người dân cho hút thuốc lá. Và theo như ở trại rắn Đồng Tâm cho biết, thì đây là hình ảnh chú khỉ hút thuốc ở huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Quản lý trại rắn cho biết là con khỉ được người dân nuôi từ nhỏ rồi tập hút thuốc lá. Sau đó người dân đã tặng con khỉ này cho trại rắn Đồng Tâm nuôi dưỡng để cai nghiện thuốc lá. Tuy nhiên thì một số du khách khi đến đây tham quan lại lén cho khỉ hút thuốc. Các chuyên gia động vật cho rằng, việc cho khỉ hút thuốc không chỉ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của chúng, mà còn gây nguy hiểm khi chúng có thể phát triển các hành vi bắt chước không an toàn đối với môi trường sống của mình. Một hành vi khác cũng hình thành thói quen xấu cho loài linh trưởng, đó là cho khỉ ăn. Ở khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng là một ví dụ. Mặc dù các khu du lịch đều có treo bảng cấm, nhiều khách thường là có thói quen là đút thức ăn cho khỉ chỉ để chụp ảnh hay là vui đùa. Và điều này đã làm thay đổi tập tính của loài khỉ trong những năm gần đây, dẫn đến những trường hợp đáng tiếc như khỉ tấn công hay là giành giật đồ ăn từ khách du lịch. Khi không được cho ăn, theo thói quen và bản năng, chúng tấn công du khách để tìm kiếm thức ăn. Những tấm bảng lớn dưới nội dung khuyến cáo dường như chẳng có tác dụng. Rất nhiều người tham quan bán đảo Sơn Trà ở thành phố Đà Nẵng, nếu có trong tay đồ ăn, đều đưa ra để nhử những con khỉ hoang. Thú vui ngắn của nhiều người, nhưng lại đang gây ra hậu quả lâu dài với khu bảo tồn thiên nhiên Sơn Trà, với đàn khỉ tại đây. Bản năng kiếm ăn tự nhiên bị mất đi, nguồn sống dường phụ thuộc vào thức ăn từ người dân, du khách. Chúng trở nên hung dữ, tấn công con người khi tranh giành thức ăn. Vẫn còn rất là nhiều người khi mà chở con này, chở gia đình mình này, đi lên Sơn Trà và luôn đem theo đồ ăn và dừng lại để ở một số những cái vị trí nhất định mà họ biết là có các gia đình khỉ ra và cho khỉ ăn. Thế nhưng mà khi mà em bảo là thấy người ta đã ghi rõ trên cái quy định cấm là cho khỉ, như vậy là làm hại khỉ và làm thay đổi cái tập tính hành vi của khỉ, mà tại sao mình vẫn làm như vậy, thì họ chỉ cười và bỏ đi. Cái hành vi mà cho khỉ ăn là một hành vi không tốt cho động vật hoang dã, bởi vì nó sẽ làm gia tăng cái xung đột giữa người với khỉ và mất đi hoàn toàn cái tập tính tự nhiên. Cái điều này thì nó không tốt cho công tác bảo tồn với cái việc bảo vệ động vật hoang dã. Những cuộc xung đột, khỉ tấn công người cho ăn đã xảy ra. Các yếu tố nguy cơ được cảnh báo trước đó đã thành hiện thực. Việc nhận thức ăn của con người nhiều khi khiến chúng phải đánh đổi cả sinh mệnh. Từ vị thế chủ nhân của núi rừng đã trở thành những kẻ xin ăn trên chính địa bàn của mình. Khuyến cáo người dân không được thực hiện cái hành vi cho động vật hoang dã thức ăn. Cái này nó lại xuất hiện ở các cái nhóm du lịch tự phát, các cái nhóm cá nhân, rồi các nhóm gia đình cá nhân tự đi du lịch trên bán đảo bằng phương tiện cá nhân riêng và nhóm nhỏ lẻ. Chính vì vậy mà cái việc quản lý cái đối tượng này thì rất là khó khăn. Vì không phải cái đối tượng khách du lịch là người ở Đà Nẵng không, mà rất nhiều địa phương trên cả nước này, thậm chí là tự phát cũng có cả khách nước ngoài. Rõ ràng, có những điểm hở trong hành lang pháp lý để bảo vệ động vật hoang dã hiện nay.
chỉ có một chế tài cụ thể, những hình thức xử phạt nghiêm khắc thì những hoạt động tuyên truyền của các tình nguyện viên, của đội kiểm soát liên ngành trong ngăn chặn hành vi cho khỉ ăn của người dân và du khách mới có hiệu quả. Xin được chuyển sang những nội dung khác. Dịch sởi đang diễn biến phức tạp tại một số tỉnh thành trong cả nước với số ca mắc tăng cao. Theo đánh giá, có 18 tỉnh thành phố nằm trong nhóm có nguy cơ bùng phát dịch, trong đó có Long An, Sóc Trăng, Bến Tre và Cà Mau. Để ứng phó với tình hình trên thì dự kiến vào tháng 9 sắp tới, Bộ Y tế triển khai chiến dịch tiêm vaccine sởi cho trẻ ở vùng có nguy cơ. Theo đó, số liều vaccine được cung ứng để tiêm lần này là 1.134.200 liều. Chương trình này do chính phủ Australia tài trợ thông qua Tổ chức Y tế Thế giới WHO. Đối tượng được ưu tiên cho lần tiêm chủng này là trẻ từ 1 đến 10 tuổi, trừ những trẻ đã tiêm đủ 2 mũi vaccine chứa thành phần sởi. Bên cạnh đó, các nhân viên y tế chưa được tiêm đủ mũi vaccine chứa thành phần sởi cũng sẽ được tiêm bổ sung vào đợt này. Thành phố Hồ Chí Minh có số ca mắc sởi cao nhất cả nước. Trong tuần qua, tại đây lại ghi nhận hơn 100 ca phát ban nghi sởi, tăng gấp đôi so với trung bình 4 tuần trước. Và đáng chú ý là đã có 3 trường hợp tử vong. Sở Y tế thành phố đã kiến nghị công bố dịch sởi, đồng thời khẩn trương kiểm soát dịch trong cộng đồng. Tính từ đầu năm đến nay, Việt Nam đã ghi nhận hơn 2.000 ca mắc bệnh sởi. Riêng tại thành phố Hồ Chí Minh có tới hơn 500 ca mắc, trong khi từ năm 2021 đến 2023 chỉ có 1 ca xét nghiệm dương tính. Theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố, thì nguyên nhân khiến bệnh sởi tăng cao là do gián đoạn vaccine tiêm chủng trước đó khiến miễn dịch cộng đồng yếu đi. Để kiểm soát tình hình dịch sởi tại thành phố hiện nay, có hai nhóm giải pháp hoạt động trọng tâm cần phải thực hiện. Đó là tăng cường hệ miễn dịch cộng đồng trên 95% và tập trung quan tâm bảo vệ nhóm bệnh nhân có nguy cơ cao khi mắc bệnh sởi sẽ có biến chứng nặng và có thể tử vong. Đối với những trường hợp trẻ mà không thể tiêm được vaccine, thì nếu như có nguy cơ chẳng may bị tiếp xúc với một ca mắc bệnh sởi thì sẽ cần được hội chẩn và sử dụng gamma globulin để điều trị dự phòng sau phơi nhiễm. Bước vào năm học mới, dự báo là thời điểm sởi cũng như các bệnh truyền nhiễm sẽ tăng trong thời gian tới. Chính vì vậy, tiếp tục kiểm soát dịch sởi trong cộng đồng bằng cách tăng cường giám sát, phát hiện và khoanh vùng sớm ổ bệnh. Giám sát và phát hiện những ca nghi sởi trong cộng đồng để có những cái biện pháp mà khoanh vùng, không để cái dịch bệnh lây lan, cũng như là đang có những cái khuyến khích cộng đồng tiêm bù, tiêm vét. Mới đây, Bộ Y tế yêu cầu khẩn cấp tiêm vaccine cho trẻ từ 1 đến 10 tuổi nhằm tăng tỷ lệ miễn dịch trong bối cảnh cả nước ghi nhận khoảng 2.000 ca sởi trong 8 tháng, 18 tỉnh thành nguy cơ dịch gia tăng. Ngành Y tế thành phố Hồ Chí Minh đang tập trung mọi nguồn lực để tổ chức tiêm nhanh chóng, đẩy mạnh mức độ bao phủ vaccine. Tin an ninh trật tự, mới đây Tòa án Nhân dân tỉnh Kiên Giang đã mở phiên tòa xét xử nhóm bị cáo gồm Nguyễn Hoàng Diệt Linh, Ngô Thái Bảo, Danh Vũ và Mạc Ngọc Tài, cùng ngụ thành phố Rạch Giá, tỉnh Kiên Giang về tội cướp tài sản và bắt giữ người trái pháp luật. Theo cáo trạng, vào trước đây, Linh cho ông Nguyễn Hữu Thanh, ngụ huyện Tân Hiệp, tỉnh Kiên Giang mượn 5 triệu đồng, nhưng ông không trả. Linh nhiều lần kêu Bảo là đàn em của mình đi tìm ông Thanh đòi nợ, nhưng ông này vẫn tiếp tục không trả. Vào sáng ngày 20 tháng 10 năm 2022, theo lệnh của Linh, Bảo cùng Vũ và Tài, cả ba đi tìm ông Thanh để đòi nợ. Sau khi tìm được ông Thanh, Linh liên tục đấm đá vào người của ông, gây thương tích và lấy đi số tiền khoảng 15 triệu đồng, rồi mới cho ông Thanh về. Nạn nhân sau đó đến trình báo cơ quan công an. Tòa đã tuyên phạt bị cáo Linh và các đồng phạm, mỗi người từ 9 tháng tù đến 3 năm, 6 tháng tù. Tư thù cá nhân, hai nam thanh niên lên kế hoạch đón đường chém quản lý công ty để trả thù. Ngày hôm qua, cơ quan chức năng tỉnh An Giang đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh tạm giam đối với Lê Ngọc Vũ và Phạm Văn Tèo, cùng trú huyện Châu Thành, tỉnh An Giang về tội cố ý gây thương tích. Theo điều tra, hai đối tượng này là công nhân một khu công nghiệp thuộc huyện Châu Thành, tỉnh An Giang. Tức giận việc bị quản lý nhiều lần nhắc nhở do vi phạm nội quy của công ty, Vũ rủ theo Tèo cầm dao tìm quản lý để trả thù. Đợi bị hại tan ca về đến đoạn đường vắng, Tèo điều khiển xe áp sát dùng dao chém trúng vùng lưng và cánh tay trái của nạn nhân, rồi đem xe và con dao gây án đi cất giấu. Sau khi tiếp nhận tin báo, lực lượng công an huyện Châu Thành nhanh chóng xác định bắt giữ hai đối tượng này. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra làm rõ. Cục Cảnh sát Giao thông đã giao cho các đội nghiệp vụ xác minh vụ việc một xe ô tô chạy ngược chiều trên cao tốc Hà Nội-Hải Phòng trên làn đường cho phép chạy 120 km/h.
Sự việc xảy ra vào khoảng 19 giờ ngày 25 tháng 8. Chiếc xe bật đèn pha lao đi ngược chiều với tốc độ rất cao. Phương tiện bật đèn pha nên không thể nhìn rõ biển, loại xe. Chính xe có gắn camera hành trình cũng suýt xảy ra va chạm với xe này do tình huống quá bất ngờ. Thông tin thời tiết hữu ích cho ngày mới. Hiện Nam Bộ đang tăng mưa trở lại, phải không chị Phương Ly? Dạ vâng, đúng vậy. Đó là do gió Tây Nam lại đang hoạt động mạnh dần lên đó ạ. Quan sát trên bản đồ trường gió cũng có thể thấy là các đường dòng gió Tây Nam đậm màu và dày xích tương ứng với cường độ gió mạnh. Đới gió này có thể chi phối đến thời tiết đất liền của Nam Bộ, khiến cho mưa nhiều hơn về chiều tối. Cụ thể là từ đầu giờ chiều thì Nam Bộ sẽ bắt đầu có mưa và càng về chiều thì mưa càng xuất hiện ở nhiều nơi. Dự báo là nhiều nơi có lượng mưa to, phổ biến là từ 15 cho đến 30mm, cục bộ cũng sẽ có nơi mưa trên 80mm. Người dân cũng cần phải đề phòng với dông lốc, gió giật mạnh và sấm sét dễ xuất hiện trong cơn dông. Bên cạnh đó, mưa to cục bộ có thể gây ngập úng ở một số nơi trũng thấp. Trước khi có mưa thì từ sáng cho tới trưa nay thì khả năng là Nam Bộ vẫn sẽ tiếp tục có những khoảng nắng gián đoạn. Nhiệt độ cao nhất tại Đồng Phú, Thủ Dầu Một, Thành phố Hồ Chí Minh, Cao Lãnh, Vĩnh Long, Cần Thơ và các nơi khác cũng sẽ phổ biến với mức nhiệt là 30 đến 33 độ C. Tại đảo Phú Quốc hôm nay, nắng mây đang xen vào buổi sáng, buổi trưa thì mức nhiệt cao nhất có thể lên tới 30 độ C. Về chiều tối thì trời chuyển mưa rào nặng hạt, kèm theo đó là dông và gió giật mạnh gây nguy hiểm. Trên biển trong hôm nay, khắp khu vực biển từ Bình Thuận xuống đến Cà Mau, Kiên Giang dự báo trời mưa dông, tiềm ẩn với đó là lốc xoáy cũng như là gió giật mạnh cấp 7, cấp 8, tầm xa từ 4 đến 10 km.